chúc mừng em đã hoàn thành xong bài thi nhá. Thế nhưng mà bạn thì không phải là thí sinh học lớp 9 năm nay thi vào công lập, mà bạn ý là một thí sinh, một người bạn đồng hành cùng với cả bạn thí sinh năm nay là có vấn đề là cái thương ở cánh tay phải. Đầu tiên thì cho chị hỏi một tí là kết quả làm bài như thế nào rồi nhỉ? Hai bạn hợp tác như thế nào rồi? Em thấy là kết quả làm bài khá tốt ạ. Em làm xong thì vẫn còn thừa đến khoảng 10 phút. Vâng ạ, nếu như tiếng la hét vừa rồi của các bạn thí sinh làm cho quý vị không nghe rõ thì tôi xin được cập nhật lại, đó là hai bạn thí sinh đồng hành cùng với nhau và sau khi hoàn thành xong bài thi môn văn thì các bạn vẫn còn 10 phút nữa thưa quý vị. Vậy thì bạn thí sinh ngày hôm nay đó chính là bạn Đức đúng không? Bạn Đức thì mẹ cần phải đón về nhà cho nên là bây giờ thì tôi chỉ có thể là hỏi qua người đồng đội thôi. Năm nay em học lớp mấy nhỉ? Năm nay em lớp 7 ạ, năm nay em lên lớp 8, em kiến thức chương trình lớp 7. Ok, năm nay lên lớp 8 đúng không? Vậy thì ngày hôm nay khi mà được đồng hành cùng với anh Đức để tham gia kỳ thi này thì hai người đã phối hợp với nhau như thế nào? Các em mất khoảng bao lâu để có thể là tập luyện trước? Em mất khoảng 2 tuần để tập luyện cũng như là để có thể còn ăn ý với nhau trong cái việc làm bài thi. Và khi mà làm bài thi thì em thấy là nó khá là nhuần nhuyễn, không phải gặp cái có vấn đề gì nó quá lớn khi mà làm bài thi. Ok, như quý vị có thể thấy thì đây là tờ giấy nháp mà tôi vừa mượn ạ. Các bạn viết ra đây rất là rõ ràng đây, đàn ý từng câu này, đó, chữ cũng rất là đẹp đúng không ạ? Môn văn có phải là môn thế mạnh của em không? Cũng là một môn thế mạnh của em. Em khá là tự tin với môn văn. Thật sự tôi rất là thắc mắc, thưa quý vị, không biết là quý vị có thắc mắc giống như tôi hay không, bởi vì là bình thường khi mà chúng ta viết văn thì cũng đã rất là mất thời gian rồi, mà bây giờ còn phải đọc để viết lại nữa, thì không biết là hôm nay hai bạn viết khoảng mấy tờ nhỉ? Khoảng 4 mặt rưỡi, 4 mặt rưỡi, tức là hơn một tờ giấy thi. Anh Đức có chia sẻ với em là đồng chí có phải là một bài trúng tủ của anh đấy không? Anh chia sẻ là anh cũng đã có ôn qua rồi nhưng mà cũng không phải là một bài anh ôn kỹ nhất. Thật ra thì tôi nghĩ rằng là trong cái rủi có cái may, ngày hôm nay thì người bạn của chúng ta, người bạn đồng hành cũng có dịp, mặc dù là năm nay lên lớp 8 thôi nhưng mà em đã có dịp để trải nghiệm trước một chút cái cảm giác của kỳ thi vào 10 đúng không? Và em có nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là ý nghĩa để mà chúng ta có thêm kinh nghiệm trong những kỳ thi năm sau không? Có ạ, vì qua cái này em cũng có thể hiểu hơn về cái kỳ thi này và cũng có thể có một cái sự chuẩn bị kỹ càng hơn khi mà đến lượt mình.